Hôm nay Mai Ly đi ăn trưa, giới thiệu với quý vị một cái nhà hàng Steak Show House. Cái nhà hàng này bán steak giá rất là ok, bình dân. Ví dụ từ hạng A tới hạng C thì nó là hạng B trừ á, tầm một phần người ăn, ví dụ như hai vợ chồng đi cỡ 80 đồng. Còn ví dụ mình đi mấy cái nhà hàng sang mà steak mà A đó, hai vợ chồng khoảng 200 mấy ha, đi ha, 200 mấy. Nhưng như steak house nha, steak house là cỡ hạng C, hạng B chứ, hạng C. Outback steak house á, Outback á. Còn Sizzler nó đánh hạng cỡ như cái này là B trừ, thì Sizzler khoảng đánh hạng mấy anh đi nói mua lại. C trừ. Hôm nay là chủ nhật, mọi người tập trung lại đi ăn chung cho vui ở sở công xã. Hai cưng Minh đâu? Đậu xe hả? Trí, bữa nay bên đây ai vậy? Bên đây em à? Không, đâu có bên đây. Không phải bên đây à? Bình không. Thường mà. Đây, hai đứa này nó ở bên Nguyễn Sĩ Thào á. À, ở đâu á? Ở đâu qua? Ở Nguyễn Sĩ Thào. Nguyễn Sĩ Thào. Thì lâu lâu có mấy con người qua tập trung đi ăn cho vui. Đã trong sở ông xã. Này là Vương Phùng Sơn, ca sĩ My Favorite Singer của Mai Ly. Hello Mai Ly, tình yêu và cuộc sống. Nhớ cái gì, nhớ cái gì? Subscribe. Đó, đích em trai của chị Mai. Để Mai quay sơ cái nhà hàng cho các bác coi ha. Cái nhà hàng ở đây ăn cúng ăn kiểu gia đình á thì rất là vui, giá cả phải chăng. Lâu lâu thì mình đi ăn sang một bữa hạng A thì 200 mấy cho vợ chồng, còn mình đi ăn thường ngày á thì đi ăn hạng B này cũng được rồi. B này thì tầm cỡ 70-80 cho hai vợ chồng thôi. Cái quán rất là dễ thương. Mà nói tóm lại á, là cũng ngon lắm, chứ không phải là bi là dở đâu. Nhưng mà nó không có mềm, giống như xuất sắc thôi. Nó không có ngon xuất sắc thôi, chứ còn thật sự rất là ngon. Mà phục vụ cũng rất là chu đáo. Mà ở đây rộng rãi thoải mái, ấm cúng kiểu family. Minh Thơ, cặp vợ chồng nè, tiêu biểu quay cho một cặp vợ chồng hạnh phúc nè đó. Ngày cố gắng nhìn đam không, ta đi. Cặp vợ chồng mới qua nên thành mọi người. Cô bé tên là Trúc. Anh gọi cho anh đi ha. Mì ăn để chơi vui á, rồi chuẩn bị chờ order. Này là ông xã order cho Mai Ly không à, từ nào giờ mười mấy năm ưng nhau á. Ông xã mày order cho Mai Ly ăn không à, Mai Ly không có bao giờ order hết trơn. Chị Mai gì cơ? Bún bò Huế đâu rồi, bún riêu ốc rồi. Muốn ăn không, chiều ghé nhà chị ăn bún riêu ốc. Bia hả? Biết hồi sáng chị ăn gì không? Chị ăn bánh ướt mà Thanh Trì. Hồi sáng chị làm bánh ướt Thanh Trì. Anh Quân nói á, ngon thì ngon nhưng mà ăn ít thôi để trưa nay đi ăn. Chị phải ăn ít thôi. À không, bánh ướt Thanh Trì là chỉ ăn với chả nướng thôi, chả chiên thôi. Anh Quân làm nước mắm ngon lắm. Chỉ có Stella với lại Modelo là ngon thôi. Hay là mình, đây. Trong này có muốn đi có mua kia không? Bên kia là Đức.
Châu. Thơ Minh Trí. Ồ tên bọn hả? Rượu, anh thấy rượu được. Anh Duyên nếu mà nhập cherry lemonade. Ly nào đẹp đẹp. Nó là cherry lemonade. Mai, cái món favorite nước của Mai là margarita. Không biết uống được đó không? How about for you, sir? You would share a bottle of red wine. You want to share a bottle of red wine? Yeah, Merlot. The Merlot? Yeah. Okay. How's Merlot? Yeah. Mà ăn steak uống rượu đỏ là ngon nhất. Nhưng mà Mai không có thích uống rượu đỏ, Mai thích uống margarita thôi. À, biết uống không? Uống rượu đỏ không? Four glasses. Four glasses, ok. Không qua uống rồi. Châu uống không? Dạ không, dạ không. Không qua châu mà châu. Không một glass. Cái màu hồng hồng đẹp hơn màu xanh không? Mango margarita. Yes. Do you want 1800 or Patron? Xoài không? Xoài đi ha. Xoài đi. 1800 please. Mango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A mango margarita, but easy on the alcohol. Is that okay? Okay. Just very little. That's fine. I just won't put the extra one in there for you. And then for you, mango? Yeah, mango, yeah. 1800? Can we all get the raspberry tea? Raspberry sweet tea? What? And how about for you, sir? Bonnet or the porterhouse? Which one, Darren? Well, they're both really good, but the T-bone has the strip and the filet. The bone and ribeye is just your regular. They both ribeye is very flavorful. The T-bone is going to give you two different types of meat. We have one. They're both very tender. I want the one more fat. So you want the bone and ribeye? Okay. How do you want it cooked? A medium, please. Medium. Hot pink center's okay. Yes, do you want to smother that with the mushrooms, onions? No. Nothing. And then what's your sides? We get the corn and broccoli. Corn and broccoli. Yes. Okay. For you, sir. The bone and ribeye. Yep. Yeah. Okay. Medium. Medium. Do you want any mushrooms or onions? And what two sides? I like the fries. Cái nào cũng được hết. For you, sir? We have forward ribeye, 14 ounces. 16? 14. 14? Yep. How do you want it cooked? Medium rare. Warm red center's okay? Yeah. Do you want a smother? Mushrooms, onions, shark cheese, or brown gravy? Mushroom, please. Mushrooms? And then what to make from scratch sides? Sweet potato. Do you want that loaded with the marshmallows and caramel? No, just the honey cinnamon butter? Yep. Okay. And the green beans. Green beans. Yep. For you, ma'am? You want a half flat? All right. Any mushrooms or onions? Yeah. Mushrooms and onions? Or just mushrooms? Both? Okay. That's an extra smaller. That's really good. Two sides? Caesar salad. Caesar salad and? You get two. Fries? Fries. Do you want them loaded with cheese and bacon? No. Okay. And for you, yes? Can I check my? Yes. I don't take the corn, but I got the house salad. Instead of the vegetables? Instead of the corn. Instead of the corn? House salad, what kind of dressing? The Italian. Italian? Okay. All right. And for you, ma'am? You going to share? Okay. The Dallas Relay 8 ounces. The 8 ounce filet? Yeah. How do you want medium rare? Mushrooms, onions, or jack? Yeah, get the shrimp also. 8 ounce filet with the shrimp. Do you want any mushrooms, onions, jack cheese? And then what to make from scratch sides? Mashed potatoes. Okay. Mashed potatoes and a sweet potato loaded? Yeah. Do you want the mash loaded as well with the cheese and bacon? Okay. All right, and for you, sir? I get the half slab rib. All right, do you want any mushrooms or onions? Yes. And what two sides? House salad and sweet potato. Do you want your sweet potato loaded? Yes. No, just honey some. What kind of dressing? And for you, sir? I have the 12 ounce pork rib ribeye. How do you want it cooked? Medium rare. Warm red center's okay? Yes. Mushrooms, onions? Jack, no. Two sides? Seasoned rice and fresh vegetables. Okay, and how about for her? What's the Dallas filet? Is that a finer cut? Is that better cut? Better cut. Just okay. Like a filet mignon, very tender. Okay. She'll have the 6 ounce Dallas filet. Okay. Medium rare. Okay. And seasoned rice and fresh vegetables also. Okay.
All right, just give us, yes, sir. Oh, yep, sorry. You are not allowed to eat. What, Jeff? Yeah, we're going to share the 20-ounce bone-in ribeye. 20-ounce bone-in ribeye? How do you want it cooked? Medium. Medium. Any mushrooms, onions? Okay, I'll put an extra plate. What, two sides? House salad with extra eggs. Okay. You want to mama? Mới vừa chín tới thôi mà nó chín quá thì nó sẽ bị khô. Còn mà sống thì mai cũng không dám ăn. You have to pocket the show, you pocket the whole can. Cái đình đó là tuyệt vời không? Biết gì đó là gì? Viên phạt đó là gì? Đúng rồi. Viên men. Phải bắt đầu cây nha. Bắt đầu cây. Đây là cái tên của cái tiệm Tessa Row House. Thì ở đây cái này nó có cái chain là tiểu bang nào cũng có hết. Nếu các bạn muốn học thì search trên Google cái nào mà nó gần nhà mình thì mình đi ăn. Ở đây không gọi là xuất sắc nhưng mà giá cả phải chăng nha. Would you guys like us to pour this into the glass? Mango của Miley. À, của thơ là gì vậy anh em? Thơ cũng mango margarita, châu cũng mango margarita. Còn mọi người còn lại là uống red wine. Ok. Người ta cái cho cái shot đó, trên cái shot đó của em là anh xanh ấy. Mấy người kia uống là mạnh hơn nên là nó uống 2 shot và khi là ngày mai mới uống light nhưng mà chỉ có 1 shot khi là tequila thôi. Mới đem salad cho thôi. Ribeye medium corn. 2 plates. Ribeye medium corn. Rib eye medium veggies. Rib eye medium rare. Sweet potato. I do it real time order, sir. Sao ai vậy? Em ở trang hả? Em ruột hả? Thác cha thì cô này cần phải đi sửa giúp cho nó đẹp hơn. Sửa rồi đó anh. Dạ. Sửa rồi hả? Tôi không cần hỏi không nè. Không ấm rồi. Coi em sao ấm rồi. Cái này tôi nói là ngon. Ta hiểu rồi. Anh muốn nói đúng rồi. Ai đồng ý với người? Có khi nào mà cái gì tình duyên em không?
Thì nó muốn hiểu sao nó hiểu. Hôm nào qua nhớ tổ chức party ra mắt nha. Qua nó giấu với mẹ. Ê, em gái nó đang ở Việt Nam, mày đang ở Mỹ. À, không biết luôn. Hỏi em Viên thấy em gái Việt Nam hay Mỹ. À, cô đang ở Singapore. Singapore. Cái cách phần đó là Singapore là sướng quá, sao ngoài Mỹ gì cũng hỏi với khách hàng. Singapore nó cũng cho mình là khách sạn. Đúng rồi. How are you doing? Cái này là của Miley. Miley ăn ít lắm, Miley ăn có 6 ao thôi. 6 ao là cái steak là medium rare. Vegetables? Yeah. Sơn chi. Còn của ông xã Mai là 12 ao ha. Còn Mai ăn thì 6 ao thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Miley ăn ít. Wow, em bé thức dậy rồi, hai mẹ con mặc đồ matching luôn chứ. Em bé tên gì vậy? Dạ, ở nhà tên Gạo. Ở nhà tên Gạo. Trong giấy là Jasmine. Jasmine. Ở nhà tên Gạo. Đi ăn ở Mỹ thật là thú vị. Tại vì khi Mỹ ăn chung bạn bè đông như vậy này, cũng có ai bao ai đó, ai cũng có cái bill của mình hết. Mỗi người mỗi cái bill, thật là thoải mái. Không có dành trả như kiểu Việt Nam, dành trả nhiều khi đi chơi á, cái không có tiền thì không dám đi, hoặc là chi phí cao quá thì không dám đi. Ở đây đủ là đi thôi, không ai thì lấy cả thôi. Như hai vợ chồng Mai nè, hai chồng Mai thì tổng cộng 63 đồng, 63 đồng rồi mình cho 20% tiếp nữa là 13 đồng tiếp nữa. Anh cần mua thêm 76 đồng tất cả. Đó, nó thoải mái, không có lo sợ về cái vấn đề ai bao ai hết trơn á. Ở Mỹ thích không? Nhưng mà khổ hết là cái khoang là phải ăn liền rồi. Cái người ta đưa cái máy ra, cái à mau của ai là mình thấy cái số là mình trả thôi. Năm sáu bốn bảy giống nhau. À, tự trả trên máy thôi, không có cần quay trợ giúp. Đi còn sớm hả? Chơi chút về. Xin vợ mới đi. Của anh được tiếp bỏ vô nào vậy? Nó sẽ lên, nó sẽ hiện lên. Ôi, chứ nó không có quay trường đó là lưu tiếp. Không, cuối cùng nó sẽ lên. Nó bỏ cho nó sẽ lên cái tiếp. Nó sẽ lên cái tiếp, nó hỏi không mình. Không bao giờ nó hụt, không bao giờ nó quên đâu, đừng lo. Bao nhiêu phần trăm? Mày đi, mọi người đi. Bây giờ anh đã cho em nó làm gì? Mày muốn mọi người về còn nhậu lên ai mày làm cứ Mai á thì Mai ăn hết phần 6 ao của Mai rồi, còn cái cơm này Mai không ăn, Mai sợ mà. Kéo về nhà, kéo về nhà bên nhậu này hả? Cái người này pay xong rồi truyền máy qua cho người khác pay dễ thoải mái. Hôm nay Mai Ly đi ăn trưa, giới thiệu với quý vị một cái nhà hàng Steak Show House. Cái nhà hàng này bán steak giá rất là ok, bình dân. Ví dụ từ hạng A tới hạng C thì nó là hạng B trừ á. Tầm một phần người ăn, ví dụ như hai vợ chồng đi cỡ 80 đồng. Còn ví dụ mình đi mấy cái nhà hàng sang mà steak mà A đó, hai vợ chồng mà khoảng 200 mấy ha, đi ha. 200 mấy. Nhưng như steak house nha, steak house là cỡ hạng C, hạng B chứ
À, hàng xì. Outback Steakhouse á. Outback á. Còn Sizzler nó đánh nặng cỡ như cái này là bê trừ thì Sizzler khoảng đánh nặng mấy, đi nói mua rồi. C trừ. C trừ.